Đi, ở trên Đà Lạt làm à? Ừ thì tao tao ở nhà tao ở Đà Lạt mà. Thôi, từ từ, từ từ, Ở đó vô. gắn quá. Xong chưa, xong chưa? Chưa, để vô lại, vô lại. Để vô em đồ lại nghe. Ok. Ở đây chưa? Từ từ. À, nhanh lên, còn 12 phút nữa mày. Vô đi, vô đi, vô lạc đi. Sang, mày xong chưa? Rồi, ok. Bao nhiêu câu ta? 10 câu, 15 câu, 15 câu. 15 câu. 10 phút, 15 câu. Xong chưa? Vô đi. Ok, bắt Ủa nha. đầu. Ok, bắt đầu. Bạn bè đều copy bài viết bài trên Facebook. Phone. Bạn bè đều copy bài trên Facebook, Oh. mình cũng làm theo. Tao vẽ theo. Nếu trích ý tưởng tới giả một nhưng không có điều kiện đọc. Tới Cái gì vậy? giả một, tới giả một. Rồi rồi rồi. Để bạn chất lượng ý tưởng Chu. của tác giả một nhưng không có điều kiện đọc tác giả một là Khi bạn ghi cụ thể rồi. ghi tên ai trong cùng cả hai hả? Nếu bạn trích dẫn ý tưởng của tác giả một nhưng không có điều kiện đọc tác phẩm của tác giả một mà lại lấy ý tưởng đó được trích dẫn Khi bạn cả hai hay tác giả một ta? tác giả Tôi một nghiêng chứ tác giả một thế nào nhỉ? tác giả một, tôi nghiêng về tác giả một nhiều hơn. Ý là Chứ cái có nghĩa là ví dụ như tao làm xong mày copy nhưng mà cái đứa kia lại copy lại nhưng mà không biết ghi của hai ghi tên tao ghi tên mày kiểu Thì nó, vậy. thì đương nhiên nó Cả hai hả? có nghiêng nghiêng về cái Ừ. con người hơn Chỉ có một người sáng tác còn là người thứ hai là kiểu như là cóp lại á. Dẫn thôi chứ nó không có gì hết, Ừ. chỉ dẫn Nói cô chất lại dẫn thôi, lại ha. thôi. Tác giả một. Giờ tác giả một đi. Tác giả một, tác giả một. Rồi, rồi qua. hậu quả của việc đào văn rất nặng nề là true. Rồi qua. Ok, khi nào bạn phải ghi cụ thể số thứ tự của trang mà bạn chỉ dẫn ý tưởng? Khi nào phải... Ê, chủ động hay bị động vậy? Số thứ tự của trang mà bạn thích ghi ý tưởng. Cái số tự trang Hồi nãy tao có coi mà tao quên mất cái khúc đó là chủ động hay bị tao động. cũng chủ động nó ghi trang đằng trước, bị động nó ghi trang đằng sau mà. Khi bạn phải ghi cụ thể số Nó thứ đâu tự liên của quan trang gì? mà trích dẫn ý Số tưởng. thứ tự của Nguyên trang văn hay là mà. dẫn dịch thôi? Nguyên văn, nguyên văn. Nguyên văn, ok. Rồi, bạn đi thi và đề nghị bạn ngồi bên cạnh cho chép bài như thế là bạn tự nhận. Cái Một người thiếu công bằng. Tự nhận Tao thấy thiếu trung thực hơn á. mình kém cỏi. Bạn đi. Gì? Mình thiếu trung thực chứ sao á. Nãy tao coi cái bài kia toàn thấy đề cập tới việc thiếu trung thực không à. Thiếu trung thực nghe. Được hả? Ok. Thiếu trung thực hả? Thiếu trung thực. Bạn sẽ không bao giờ học được điều gì mới nếu như không bị người ăn đúng true. Bạn không bao giờ gì Học được điều gì mới nếu cứ đi copy bài của người khác là true. Mình tái sử dụng ý tưởng của chính mình thì không được gọi là đào văn, vậy khi mình dùng lại ý tưởng của mình sai thì sai 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 là hồi nãy tao đọc thầy ghi là tái đạo văn á. true. Bạn mắc lỗi khi trung thực khi nào? Cái gì? Không xem clip bài giảng nhưng vẫn bấm like để báo cho thầy biết là đã xem. Bạn cấp với Cái này là một cái câu đầu đúng nè. Câu thứ hai. Ê, cái nào tất cũng đúng cả hết vậy ta? Tất tất cả cả tất luôn. cả
sai. Rồi. Hồi nãy mới coi xong. Hồi nãy mới coi xong mình sai nha. Ok. Chu. Hồi nãy có nói mà. Rồi. Ok ok. Cái gì? Câu tiếp theo, câu tiếp theo. Theo chuẩn A3 6 tháng 5 xuất bản được đặt trong mặt đơn đúng không? Tôi có nhớ là sau tên tác giả nè, nhưng mà có mở ngoặc đơn. Chẳng lẽ sau tên tác giả mà trong ngoặc vuông ta? Tôi nhớ là ngoặc tròn. Theo trận đi 6, 5 sắp quản được. Đứa theo sợ thử. Xuất bản thường là tôi nhớ là sau tên tác giả nè và trong ngoặc, nhưng mà tôi nhớ là ngoặc đơn chứ phải ngoặc vuông. Em để tao search thử. Ừ, ok. Phân cách bằng. Biên soạn mà thầy để trong một phong. Hình như trong ngoặc đơn. Trong ngoặc đơn. Trong ngoặc đơn. Chỉ vậy, chỉ vậy thôi. Ok. Ừ. Một người thiếu trung thực thì có uy tín như khác và đáng được tôn trọng. Không. Sai. Tí nghe. Tiếp đi. Đi học đại học mà chưa quay bài thi thì chưa phải xem đi. Throw a phone. 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 Khi đi thi đề mở, mình chép một đoạn văn trong sách vào bài thì không phải đoạn văn, vì đề thi mở cho phép sinh viên được dễ chịu. Đúng nè. Đúng, cái này đúng. Học hành nghiêm túc thì không bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh gian lận. True. Ok chứ mấy đứa. Xong 15 câu rồi nè. Đọc nha. Bạn không bao giờ được điều gì mới nếu cứ đi copy của bài người khác là true đúng không? Ờ đúng rồi, true. Đúng rồi, true. Mình tái sử dụng ý tưởng của người khác thì mình không được gọi là đạo văn, vì mình dùng lại ý tưởng người khác. Là phone đúng không? Phone. Khi đề thi mở. Khi đề thi mở mình chứ. Trâu. Còn có mấy không? Xong hết rồi. Xong hết rồi. Đọc nhé. Finish. Nhiều câu rồi. 12/15 nha mọi người. Còn câu nào sai không? Chạy. Tao chịu chết. Tao không hiện đáp án đâu. Tao vô không được nữa đâu. Không hiện đáp án đâu, 12/15 được rồi. Ừ. Mấy đứa. Mà tụi mày chỉ còn cỡ 2-3 phút gì đó, cố gắng coi lại đi. Để xem 12/15. Sửa có chừng sai lại á. Thôi 12/15 rồi, tôi nộp rồi. Nộp rồi. Tao cũng 12. Ok thì cũng 12 luôn đúng sửa không? Sửa là sai á. Ừ. 12/15 hết. Ok, đúng rồi. Ok nha. Ngay thiệt.